Anh em nào thấy chậm có thể tăng lên 1.5, 2 chấm, có thể nghe nhanh hơn, hay hơn. Tập 6. Người ta tìm chính là hắn, ta còn đang vội đi thu nhận đồ đỡ đi này. Thu nhận đồ đỡ? Ôi trời, ta đây là gặp phải một vị đại lão chân chính sao? Tới nào, ta sẽ đưa ngài qua đó. Tiên trưởng đại nhân, ta tên là Lục Thế Nhất, ngươi gọi ta là A Nhất là được mà. Không có hứng thú, biết, chỉ cần dẫn đường cho ta là được. Đừng có lãnh nhạc như thế chứ. Ta biết đại nhân vừa có như ngài chắc hẳn đã sớm dứt khó cắt đứt hết mọi ham muốn trần tục. Nhưng như vậy thì thật nhàm chán quá à. Tiên trưởng, ngài nhất định chắc là có xuất thân từ danh môn tu tiên nào đó đúng chứ? Ừ, chắc chắn là thế rồi. Ngài xuất thân như vậy thật khiến người ta phải hâm mộ. Từ nhỏ đã có thể nhập tiên đạo. Xuất thân tầng dưới chớp như bọn ta sẽ không may mắn như ngài. Không hứng thú. Vợ mẫu chỉ là tiểu thương nhân bình thường, muốn tu tiên quả thực không có khả năng. Này, ngươi nghe, ngươi có nghe ta nói không thế? Ta nói là không có hứng thú mà. Nơi sinh ra đã không tốt, lại gặp phải cái tên thành chỗ vô tích sự này. Đã nói là không có hứng thú mà. Mọi người đều đã nói rằng số phận của ta do ta quyết định, chứ không phải do trời định. Nhưng tới những người cùng tầng lớp thấp như bọn ta làm gì có lựa chọn nào đâu. Rào cản giai cấp sớm đã bị bộ người thượng đẳng ép cho chết rồi. Cố chịu đựng, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Tam mắt, mạng lưới quan hệ hình thức tư duy đều kém hơn quá nhiều. Với xuất phát của người khác thậm chí còn là đích đến của chúng ta, thậm chí có khi mãi mãi không thể chạm tới được. Mệnh thứ nhất, vận thứ hai, vận thủy thứ ba, sắp mệnh là hàng đầu cũng không phải là không có lý do. Ta đã nói là không có hứng thú mà tai ngươi bị điếc hay là gì vậy? Biết rồi, ta sẽ ngậm mồm lại mà. Tiên trưởng, ngươi quả quyết không muốn nói chuyện với phím. Không nói chuyện phím sao? Cuộc sống trần tục có thể giúp ngài đạt được sự giác ngộ và đột phá trong tu luyện cũng không chừng. Trời ơi, sao lại nhận được cái con quái vật lắm lời này vậy chứ? Xác thực là một cực đối lập với hiền nữ luôn đấy. Sân trường sắp phủ thành chủ. Tiểu Natra, phở vừa ngươi cho ngươi hạ phàm rèn luyện, không phải cho ngươi làm hung quân. Đó là điều mà đám tiện dân ấy xứng đáng phải chịu đựng. Tiện dân, trước đây thì rằng ngươi ngang ngược, nhưng không đến mức nói ra những cái lời như vậy. Nếu không phải ta ngay lúc này đang đứng ở trước mặt ngươi, ta thật sự nghi ngờ ngươi bị cái thứ tà ma gì đó nhập vào rồi. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì khiến ngươi thay đổi lớn như thế? Hổ sư phụ, ngươi từ khi nào nói lời thừa thãi như thế vậy? Rốt cuộc xuống dưới đây làm gì? Làm theo lệnh của phụ vương ta đưa ta vừa à? Cũng không có gì to tát, chỉ là thiên vương phá ta đến đánh cho ngươi tỉnh thôi. Ồ, thế sao? Vậy thì tốt quá, vậy vì đồ nhi sớm đã muốn tìm cơ hội sao ta thực sự với sư phụ rồi. Vậy thì làm theo ý nguyện của ngươi đi. Hãy để ta cho ngươi thấy bước đột phá mới nhất của ta đi.
Phở món thật mà ngay cả thiên vương cũng khen không dứt miệng đây. Thiên tỏa, thủ tâm, xiềng sẽ thừa tính lui, sẽ khiến cho không gian xung quanh sẽ bị tê liệt, kết hợp với sợi tơ siêu tốc, ngươi không thoát nổi đâu. Nhưng đã bảo đảm, ta còn mượn một món chí bảo mà ngươi bình thường không dám tưởng tượng. Thất bảo linh lương tháp của thiên vương. Luôn trốn. Đợi cục đã định, người hẳn là biết võ hơn ta. Linh lâm tháp của phủ vương ngươi, một khi trúng mục tiêu thì chỉ cần là vật sống thì không thể nào có thở thoát ra được. Hả? Chuyện gì thế? Sinh cơ trong tháp đang điên cuồng bị mất. Lò khí tức của thiếu gia toàn bộ đã tiêu vong. Thiếu gia, cái quái gì đã xảy ra vậy? Thiếu gia, nhanh chóng hội tụ lại. Vật sống không thoát được. Vậy nếu ta tự xé mình ra rồi tái sinh lại thì sao? Tái sinh? Chẳng lẽ thiếu gia người đã tiến vào cảnh giới Niết Bàn? Chưa đủ rõ ràng sao? Phước đức tổ tiên, phước đức tổ tiên. Cảnh giới Niết Bàn tuyệt tích 3.000 năm của thiên cung lại được đồ nhi ta tu hành. 3.000 năm đấy, suốt 3.000 năm đấy, đồ nhi ngươi thật là tuyệt vời. Bất tử bất diệt, nỗ lực vô hạn, thiếu gia thành công rồi, thành công rồi. Ngài đã đạt được sự bất tử thực sự. Cút ra ngay. Kinh chết đi được, ta chỉ có hứng với các tỷ tỷ xinh đẹp thôi. Ngọc đế phù hộ, Phật tổ phù hộ, tất cả các thành viên đều phù hộ. Hiểu ra việc này không nên chậm trễ. Ta đây á, liền đi đưa tin tức tốt lành này bẩm báo lên thiên vương. Ồ màu thật đấy. Cảnh giới Niết Bàn thì đúng là kinh thực. Nhưng đối với thiên tài như ta thì tính là cái rắm gì chứ, việc nhỏ xíu mà thôi. Chờ ta trưởng thành thêm mấy trăm năm nữa, toàn bộ thiên cung tất nhiên đều là thời đại của ta. Chuyện tu luyện đối với bọn thiếu gia mà nói thật sự quá là đơn giản, không bằng tìm tiểu tỷ tỷ chơi vui đi. Tính cách ngạo mạn y đúc hầu tử, dễ xử lý rồi. Chỉ cần trừng phạt một trận, đàn áp một chút với là tiềm lực sẽ tăng lên. Chỉ là cái tên này về sau có gặp hậu tử đốn không chừng là lõi như nước với lửa, cả hai đều là duyên ngã độc tu. Tới đi, bắt đầu thôi nào.
Hả? Này, nói xem. Một đời nam nhân như ta, biến thân thành bộ dáng này có phải có chút kỳ quá quá hay không? Không, 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 không. Không kỳ quá chút nào, thưa tiên nhân đại nhân. Mày ơi, may mắn là không bị mấy cái đứa bạn đại học ở kiếp trước nhìn thấy, không thì chắc chắn sẽ bị chơi cho ra trò luôn. Ở đâu ra tiểu tặc không có mắt như vậy dám lẻn đến nhà lão tử? Hả? Hả? Tí, tí tí này đẹp quá xá. Được rồi, được rồi. Nhanh chóng chấm dứt tình cảm xấu hổ chết tiệt này đi. Tư thế tiêu chuẩn của nam nhân. Có chuyện gì vậy? Sao không có cảm giác sức mạnh gì thế? Hờ thánh đắc kỷ, trong trạng thái hàng ngày không có bất kỳ sức mạnh nào, còn hấp thụ một lượng lớn linh lực bên ngoài lấp đầy đan điền mới có thể bước với cái trạng thái chiến đấu phát huy thần lực. Còn mày này chứ, là tướng là tên game à? Là cho ta tiếp đúng không? Ngươi sao không nhắc sớm cho ta biết cho hả? Giờ ngươi bảo ta đi đâu tìm cho ngươi một lượng lớn linh lực hả? Dù gì cho ta tí đi, đổ cho ta cái tấm khác đi mà. Chết tiệt, chỉ còn cách chọc giận Na Tra để cho hắn phóng đại chiêu, sau đó hấp thu năng lượng của hắn thôi. À, tên nhóc xấu xí ngu ngốc kìa, ăn một đấm của tôi đi, đi chết đi. Giống như đang làm đúng vậy, ngu ngốc. Được rồi, đừng có lãng phí thời gian nữa nào. Bản thiếu gia đã không nhịn được nữa rồi. Không nhịn được nữa, ngươi muốn làm cái gì? Làm gì? Đương nhiên là gạo sống nấu thành cơm mà. Còn mẹ nó, giờ phải làm thế nào đây? Cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử. Cũng nên để nhau hồi phủ. Hả, tình huống gì vậy? Đại nhân cho tới bây giờ đều chỉ dùng mỹ lực chinh phục nữ thần. Lần này sao lại dùng chiêu mạnh thế? Lần đầu tiên thấy đó. Kỳ gư. Người đừng có tới đây. Ta nói thật ra ta là nam nhân đấy. Câm mồm, im lặng cho ta, không được nói cái gì hết. Không tội đâu, tiểu Na Tra. Không ngờ nhìn thấu sự theo dõi của ta từ khi nào, lúc ở võ trường sao? Mới có mấy năm không gặp, trưởng thành không ít rồi nhỉ? Thế nào, không nhận ra lão phu sao? Cháu trai ngon của ta. Nhưng những gì phụ thân ngươi đã chiếu cố cho ta, lão phu đến bây giờ vẫn còn rõ mồn một như trước mắt. Tụ La Ma Quân từng đến thứ 10 trên võ bảng, tên này không phải bị Thu Vương chém rồi sao? Thật không ngờ tiểu tử nhà ngươi thật sự là cái thợ lên tới niết bàn cảnh giới, quả là trời giúp lão phu mà. Nào, chủ động giao niết bàn tinh phách ra đây, thúc thúc sẽ để cho cháu được toàn thây.
Khẩu khí lớn đấy, thật sự cho rằng bản thân ngươi là thiên hạ vô địch sao? Ngươi cũng chỉ là bại tướng dưới tay phụ vương mà thôi. Hôm nay tôi sẽ cho ngươi biết thời đại đã thay đổi rồi, lão già khốn kiếp. Ồ, thế sao? Đương nhiên. Thiên bản thứ 10 của mẹ nó, có ngu mới cùng ngươi đánh. Nhưng ngươi chờ tiểu gia ta đấy, ngày sau ta sẽ báo thù cho ngươi hôm nay. Chuyện quá gì đang xảy ra vậy? Chạy hả? Sao không chạy nữa đi? Thật sự cho rằng lão phu không có chuẩn bị liền lỗ mãn tới bắt ngươi sao? Cô ta là ai thế? Mau giao tin phát ra, nếu không niết bó cảnh ti rằng không thể chết như lão phu có thể vây khốn người tra tấn người. Kết hợp niết bàn tinh phách và linh phục hoặc thở của lão phu, chỉ cần chưa đầy 10 năm ta không chỉ có thể hồi phục lại sức mạnh đỉnh cao mà còn có thể tìm lão phu nhận, tìm lão tử nhận ngươi để báo thù. Chỉ là kết giới mà cũng muốn vây khốn tiểu gia ta. Khuyến ngươi đừng có phí sức nữa cháu trai, đây cũng không phải là cách giới bình thường. Đây là bảo vật số 1 mà ta tự hào nhất lúc sinh thời. Năng lượng bên trong nó mạnh mẽ đến mức có thể tự mình tạo ra một thế giới nhỏ. Dù cho Thích Ca đến đây cũng tuyệt đối không thể phá vỡ được. Hiểu không? Là tuyệt đối không thể bị phá vỡ. Hấp thụ điên cuồng. Con mẹ nó, chuyển qua cái gì thế?